Thưa quý vị, trưa ngày 5 tháng 7, một ngọn lửa bùng lên dữ dội trong căn nhà của anh Trần Văn Hiền, ngụ xã Thành Hưng, huyện Tân Hưng. Vụ cháy đã làm căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 phút, anh Hiền đang đi làm thuê gần nhà thì được hàng xóm báo tin nhà xảy ra hỏa hoạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện triển khai ngay lực lượng phương tiện cùng người dân địa phương tiến hành chữa cháy. Dù cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 25 triệu đồng. Lãnh đạo huyện và chính quyền địa phương đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ, đồng thời vận động hỗ trợ xây dựng cho gia đình anh một căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.